thắt dải lưng xanh, hỡi cô thắt dải lưng xanh. Có về già trạch với anh thì về. Nhắc đến mảnh đất Dạ Trạch Quái Châu, chắc hẳn ai cũng biết đến câu chuyện Thiên Tình Sử, Trừ Đồng Tử Tiên Dung. Và nếu ai có dịp về thăm mảnh đất này thì sẽ còn được người dân nơi đây kể câu chuyện Thiên Tình Sử ấy bằng một làn điệu nghệ thuật vô cùng đặc sắc. Đó là điệu hát chống quân. Theo truyền thuyết, công chúa Tiên Dung là con gái Vua Hùng Vương đời thứ 18. Trong một chuyến du ngoạn dọc theo sông Hồng, nhờ duyên trời, công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Trừ Đồng Tử ở phủ Khoái Châu, Hưng Yên đã nên duyên vợ chồng. Với tài nghệ và sự cần cù chịu khó, Trừ Đồng Tử và công chúa Tiên Dung đã cùng với người dân nơi đây cải tạo cả một vùng lau sậy bạt ngàn và những bãi cát hoang sơ thành một làng quê chủ phú. Công chúa Tiên Dung đã dạy nhân dân cách trồng lúa, ươm tơ, dệt vải và dạy người dân ở đây điệu hát chống quân. Tương truyền, điệu hát chống quân ra đời từ đó. Khác với một số địa phương, nhạc cụ đệm cho hát chống quân ở Hưng Yên là trống tự tạo. Chiếc trống thực chất là một chiếc thùng gỗ kèm theo một đoạn dây mây, một cái chạc để kê dây, hai cọc để buộc dây và dùi trống để người hát vừa gõ nhịp tạo tiết tấu. Trải qua bao thăng trầm, hát chống quân ở Hưng Yên đã có một thời gian dài bị chìm lắng, song với tâm huyết và lòng đam mê của một số nghệ nhân Dạ Trạch, sự quan tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là ngành chủ quản. Khoảng 25 năm trở lại đây, chống quân Dạ Trạch đã được hồi sinh và phát triển mạnh mẽ. Một số gia đình, trẻ già, trai gái, cả nhà đều biết hát chống quân và thích hát chống quân. Nhiều câu lạc bộ hát chống quân ở các huyện Khoái Châu, Văn Giang, Mỹ Hào, Ân Thi, Kim Động và thành phố Hưng Yên đã được khôi phục và ra đời thông qua việc truyền dạy một cách bài bản. Hiểu rõ cái tầm quan trọng của chống quân Dạ Trạch, trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Hưng Yên đã xuống cơ sở cùng với các nghệ nhân nghiên cứu lời, các làn điệu và cách lập đám, và sau đó là tổ chức thành lập một số cái câu lạc bộ, đồng thời là tập huấn cho các câu lạc bộ ở Dạ Trạch. Sau đó các cái câu lạc bộ ở Dạ Trạch nhân rộng ra các vùng. Sau năm 2014 thì nhà trường có làm cái đề tài nghiên cứu khoa học được Sở Khoa học và Công nghệ Môi trường nghiệm thu, và nhà trường cũng đã đưa các giáo trình này để áp dụng giảng dạy trong toàn tỉnh. Hát chống quân Hưng Yên là một hình thức hát giao duyên mang những dáng vẻ riêng, mang đậm ảnh hưởng của văn hóa bản địa. Nét đặc sắc của làn điệu chống quân là rất dễ đi vào lòng người bởi nhạc điệu uyển chuyển, tùy hứng vào người hát và người đối đáp. Lời hát của chống quân mang đậm chất dân gian, các ca từ hầu hết được bắt nguồn từ ca dao, hát ví, hát đố hoặc sử dụng các tích trò truyền thống. Lời hát chống quân dùng nhiều điển tích, đòi hỏi người hát phải đam mê, chịu khó học hỏi, tìm hiểu mới có thể ứng xử, bắt vần, đối đáp được lời hát của bạn chơi. Thông qua hát chống quân là dịp để người làng trên xóm dưới phô diễn tài nghệ đối đáp, trao đổi tâm tình giữa nam và nữ, thể hiện sự hiểu biết, trí thông minh của người hát và những người cùng hội. Nội dung các câu hát chống quân ở Hưng Yên chủ yếu là đố hỏi, đề cập đến những chủ đề ca ngợi non sông đất nước, cuộc sống lao động, tình yêu đôi lứa, những tích văn học mang tính giáo dục cao như Kiều, Trinh Phụ Ngâm. Với những giá trị đặc sắc, ngày 21 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ký quyết định công nhận hát chống quân Hưng Yên là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chúng tôi là một người hội viên rất là vinh dự và sung sướng được đi học hát, và lúc đầu thì cũng rất là buồn, nhưng bây giờ chúng tôi thấy là rất là vui mà cố gắng để gìn giữ lấy cái di sản này của ông cha để lại. Trẻ già lớn bé ở quê hương chúng tôi là đang phát huy cái truyền thống giữ gìn di sản hát chống quân để bảo tồn
Vì hát chống quân đây là một làn điệu rất là hay. Nó đã khơi dậy cho chúng tôi tất cả những cái tình cảm quê hương đất nước và tình cảm con người. Theo vào cái làn điệu đấy nó ngấm vào chúng tôi, nó là một nền giáo dục văn minh văn hóa. Vì vậy mà chúng tôi luôn luôn nghĩ đến truyền dạy cho con cháu và bản thân mình có tuổi rồi nhưng mà vẫn giữ gìn cái làn điệu chống quân này. Làn điệu chống quân Dạ Trạch Hưng Yên đã từng đứng trước nguy cơ bị thất truyền. Thế nhưng những người dân nơi đây vẫn luôn có niềm tin vào sức sống mãnh liệt của loại hình nghệ thuật này. Và niềm tin ấy đã được hiện thực hóa khi ngày càng nhiều các bạn trẻ tìm đến theo học, yêu và gắn bó với điệu hát chống quân. Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để nhân rộng loại hình này bằng việc thành lập những câu lạc bộ hát chống quân hay đưa hát chống quân vào các lớp học trong trường học trên địa bàn tỉnh. Tin rằng sẽ ngày càng nhiều người dân yêu mến loại hình nghệ thuật hát chống quân và hát chống quân sẽ mãi là niềm tự hào của người dân xứ Nhãn.